sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy, người đầu tiên kế nghiệp từ cha mình có gì đặc biệt? Nhắc tới Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB, có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay đến vai trò người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc đầu tiên của ngân hàng này, ông Trần Mộng Hùng. Ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đến hết tháng 3 năm 2008 và chính thức rút khỏi Hội đồng Quản trị của ngân hàng từ nhiệm kỳ 2018 đến 2023. Hiện tại, Trần Hùng Huy, con trai ông Hùng, đang là người nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ngân hàng này. Trong số các ngân hàng cổ phần tại Việt Nam, ông Trần Hùng Huy cũng là người đầu tiên kế nghiệp cha mình để trở thành vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị kế tiếp của ACB. Nắm giữ vị trí cao như vậy khi tuổi đời mới 30, ông Huy không tránh khỏi nghi vấn được trải thảm đỏ. Nhưng bằng tài năng của mình, anh đã chứng minh rằng bản thân không phải là một thiếu gia con nhà nòi chỉ biết núp dưới cái bóng thành công của cha. Chuyện kế nghiệp của ông Huy thì không giống kiểu cha truyền con nối như mọi người vẫn nghĩ. Bằng chứng là còn trẻ, nhưng ông Trần Hùng Huy đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman và sau đó là tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Golden Gate ở Mỹ. Thay vì dựa vào cha để nắm một chức vụ cao tại ACB, anh lại âm thầm ứng tuyển làm nhân viên bán hàng tại đây. Trên thực tế, khi về nước và vào ACB làm việc, ông Trần Hùng Huy không nghĩ có ngày mình sẽ ngồi vào chiếc ghế đó. Lý do rất đơn giản, ACB là một công ty niêm yết với hàng chục nghìn cổ đông. Việc trở thành người đứng đầu hội đồng quản trị của ngân hàng cổ phần số 1 Việt Nam lúc đó, với hàng loạt các thành viên gạo cội trong giới tài chính cả trong nước và nước ngoài, thì không thể chỉ là con của người sáng lập. Nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì. Năm 2012, khi ACB xảy ra sự cố bầu kiên, ghế chủ tịch của ngân hàng này bị bỏ trống và dường như không có ai muốn nhận. Thời điểm đó, hàng loạt thành viên hội đồng quản trị ACB phải từ nhiệm. Một vị thành viên hội đồng quản trị độc lập khi được đề nghị trở thành tân chủ tịch đã từ chối. Ông Trần Hùng Huy, con trai cả của nhà sáng lập Trần Mộng Hùng, đang dưới vị trí phó tổng giám đốc ACB mới 34 tuổi, được đưa lên vị trí cao nhất. Sau này, ông Huy tâm sự là làm chủ tịch mà chưa được chuẩn bị gì cả. Tuy tiếp nhận quyền lãnh đạo ACB khi ngân hàng này đang gặp phải sóng gió và khó khăn chồng chất, nhưng bằng sự cố gắng của mình cùng sự hỗ trợ của các đồng nghiệp, anh đã đưa ngân hàng thoát khỏi hiểm cảnh và phát triển nó ngày càng lớn mạnh hơn. Cho tới năm 2017-2018, ACB có 2 năm liên tiếp có kết quả kinh doanh nhảy vọt. Lợi nhuận năm 2018 của ngân hàng này là gần 6.400 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2017, dù đã trích tới gần 1.000 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng. Năm 2017, lợi nhuận của ACB cũng đã tăng gần 1,6 lần so với năm 2016. Và một điểm đáng lưu ý khác, tỷ lệ nợ xấu của ACB cũng ở mức thấp nhất toàn hệ thống ngân hàng trong nước, chỉ 0,69% vào cuối năm 2018. Không chỉ nổi tiếng với năng lực tài giỏi và vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB, ông Trần Huy Hùng còn được xem là vị Chủ tịch ngân hàng đặc biệt nhất Việt Nam. Trong số các vị chủ tịch ngân hàng tại Việt Nam, ông Huy là người duy nhất xuất hiện công khai trên Facebook và trở thành một KOL, ít nhất là với nhân viên ACB. Tuy nhiên, vị chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam vẫn giữ các nguyên tắc về sự thận trọng trong từng con chữ và chỉ chia sẻ hình ảnh gia đình cũng như thông tin về gia đình ACB. Bước ngoặt với mức độ ảnh hưởng trên Facebook của ông Huy có lẽ bắt đầu từ thời điểm clip hát và nhảy của ông Huy với đồng nghiệp tại ACB trong lễ kỷ niệm 25 năm đã bị lọt ra ngoài. Đó là một bản mashup với một loạt hit như Ngày Mai Em Đi, Sau Tất Cả, Uptown Funk, Attention, cùng với phong cách cũng cực kỳ trẻ trung và hoàn toàn không giống phong cách nghiêm nghị như mọi người vẫn nghĩ của một chủ tịch ngân hàng. Cũng kể từ thời điểm đó, ông Huy xuất hiện trước công chúng và lên Facebook nhiều hơn trước. Ông Huy là một lãnh đạo gần gũi với nhân viên. Trong nhiều hoạt động xã hội của ngân hàng, ông Huy tham gia rất nhiệt tình, thậm chí còn là người phát động, quảng bá như chương trình Nói Không Với Đồ Nhựa Sử Dụng Một Lần. Trước khi nhận được sự quan tâm lớn của gia đình ACB và cộng đồng, chủ trương bảo vệ môi trường với việc không sử dụng chai nhựa của ông Huy không được nhiều người ủng hộ. Năm 2015, khi ông Huy ra quyết định không dùng chai nhựa sử dụng một lần trong toàn bộ ngân hàng, rất nhiều người phản đối, kể cả lãnh đạo cấp cao. Thế nhưng ông Huy rất kiên trì vì lãnh đạo này liên tục tổ chức tuyên truyền thông tin trong nội bộ về tác dụng của việc không dùng chai nhựa một lần. 3 tháng sau, tỷ lệ quan tâm khi khảo sát lại lên tới 70%. Những nỗ lực bền bỉ của người đứng đầu ACB đã dần có hiệu quả. Sau 3 năm, kể từ hành động đàn áp,
bắt buộc các chi nhánh ngân hàng không được dùng chai nhựa. Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác ở các chi nhánh ACB được thực hiện một cách tự nhiên. Những chương trình như lượm rác, dọn rác ở bờ biển hay ở rừng vào cuối tuần được nhiều chi nhánh ACB tự tổ chức mà không cần đến sự đàn áp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Thường xuyên tung ra clip quảng bá cho lối sống, nói không với đồ nhựa sử dụng một lần, ông Huy đã xuất hiện nhiều hơn và có ảnh hưởng nhất định trên Facebook. Nhiều status của ông Huy liên quan đến các ý tưởng về sống xanh, có hàng nghìn lượt like và trăm lượt share. Bởi vậy, ông Huy được xem là người truyền cảm hứng cho các chương trình xanh. Vị chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam cũng rất tích cực với những chuyến đi thực tế tới các chi nhánh, lì xì cho nhân viên vào ngày đầu tiên đi làm sau Tết âm lịch. Ông Huy chia sẻ về điểm mạnh của thế hệ lãnh đạo thứ hai tại ACB, đó là phối hợp với nhau tốt hơn. Đồng thời, ông Trần Hùng Huy là vị chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng duy nhất ở Việt Nam, cũng là người duy nhất tự làm ô sin trong nhà. Vị chủ tịch này đã chia sẻ rằng mình không nhậu và gần như không có sở thích gì đặc biệt. Khi ở nước ngoài, ông Huy thích lướt sóng hoặc snowboarding, nhưng từ khi về Việt Nam, không có điều kiện để chơi những môn này. Kể từ khi ra ở riêng, căn hộ mà ông Huy ở không có người giúp việc. Chủ tịch hội đồng quản trị ACB vẫn giữ thói quen tự làm mọi việc trong nhà như hồi còn đi học ở Mỹ. Cuối tuần, ông Huy dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa hoặc tụ tập bạn bè hay nấu ăn. Cuộc sống giản dị, gần gũi và tài năng lãnh đạo của vị chủ tịch hội đồng quản trị ACB đang tạo ra một làn sóng yêu thích từ giới trẻ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách sống và con người của vị lãnh đạo này? Hãy chia sẻ ngay dưới comment nhé! Và đừng quên like, chia sẻ thông tin này đến nhiều người hơn nữa! Tin tức được tổng hợp và biên tập bởi biên tập viên Ngọc Ánh từ Độc Đáo TV. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.